Loship, dịch vụ giao đồ ăn duy nhất free ship. Không chỉ vậy, Loship còn có 11 dịch vụ giao hàng khác như giao đồ, gọi xe, đi chợ giúp bạn. Loship hiện đang có mặt tại 5 thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Biên Hòa. Loship là ứng dụng giao hàng duy nhất của người Việt và phục vụ người Việt. Hãy ủng hộ Loship như ủng hộ người Việt Nam. Tải app và trải nghiệm ngay tại đường link được gắn ở phần mô tả của video này nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Nếu như nhắc tới những vị tướng đánh trận hàng đầu của quân đội nhân dân Việt Nam, chắc hẳn bạn chưa quên câu nói huyền thoại Nhất Tấn, Nhị An, Tam Đan, Tứ Trơn đã được Battle Cry nhắc tới trong video về 4 vị sư đoàn trưởng huyền thoại của Việt Nam. Dẫu chỉ được xếp thứ 2 sau đại tướng Lê Trọng Tấn, nhưng công tâm mà nói, những chiến công của Thượng tướng Nguyễn Hữu An cũng là vô cùng hiển hách và đáng nể. Ông như một vị chiến tướng tung hoành ngang dọc khắp các chiến trường nóng bỏng từ Bắc vào Nam. Những đội quân dưới trướng của ông luôn gây đến nỗi khiếp sợ cho đối thủ với những đòn đánh đầy xuất thần và mưu lược. Ông đã từng cùng với đại tướng Lê Trọng Tấn tạo thành cặp bà trùng ăn ý trên chiến trường, từng tung hoành suốt hơn 10 năm không có địch thủ. Sau này, ông cùng với quân đoàn 2, binh đoàn Hương Giang trở thành lực lượng chiến đấu trên mặt trận gian khổ nhất và ác liệt nhất trong cuộc chiến ở khu vực Trung Bộ. Và binh đoàn Hương Giang cũng trở thành quân đoàn chủ lực và tinh nhuệ bậc nhất của quân đội Việt Nam. Trưởng thành từ kháng chiến chống Pháp. Thượng tướng, Phó giáo sư Nguyễn Hữu An sinh năm 1926 tại Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình. Ông tham gia cách mạng và gia nhập quân đội năm 1945. Tháng 12 năm 1945, ông được kết nạp đảng. Nguyễn Hữu An tham gia và trưởng thành trong quân đội từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Đơn vị đầu tiên mà ông tham gia là Trung đoàn 174. Đơn vị của ông lập được công đầu trong trận phục kích Bông Lau, Lũng Phầy năm 1949. Chiến thắng này đã giúp trung đoàn được giao trọng trách đánh chiếm cứ điểm Đông Khê, là trận đánh tiên phong mở màn chiến dịch biên giới Thu Đông 1950. Đây cũng là trận đánh đầu tiên đánh dấu vai trò chỉ huy của ông. Trận này, ông được phong là tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 251, chủ công của trung đoàn 174. Thắng lợi to lớn tại Đông Khê đã giúp các đơn vị phối hợp thuận lợi cho việc bao vây cô lập Cao Bằng, uy hiếp cứ điểm Thất Khê và phá thế trận phòng thủ của quân Pháp trên đường số 4, cắt đứt con đường tiếp viện của địch, biến con đường số 4 thành con đường chết, con đường lửa và con đường vĩnh biệt của quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương. Từ sau chiến thắng này, tướng Nguyễn Hữu An được tiến nhiệm tham gia nhiều trận đánh lớn, táo bạo hơn tại Bình Liêu, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Mộc Châu, v.v. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông khi đó vẫn là trung đoàn trưởng của trung đoàn 174, được giao nhiệm vụ xung phong tiêu diệt cứ điểm khó nhằn nhất của quân đội Pháp là đồi A1. Nhờ đó, ông trở thành một trong những chỉ huy trẻ tuổi nhất của mặt trận Điện Biên. Khi đó, ông mới 28 tuổi. Tuy vậy, trận đánh này cũng để lại cho ông rất nhiều kỷ niệm buồn, bởi sau trận này, ông đã được gặp đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thế nhưng, thay vì nhận những cái ôm chúc mừng, lần này đại tướng đã nổi giận lôi đình, mắng tất cả các cấp chỉ huy trong nước mắt. Các đồng chí có thấy xót xa không khi bao nhiêu đồng chí của mình ngã xuống mà trận đánh không thành công do thiếu sót của lãnh đạo, chỉ huy? Do phạm nhiều sai lầm trong hiệp đồng tác chiến và đánh giá quân địch, nên dẫu thắng lợi, trận A1 vẫn có thiệt hại, phải nói là kinh hoàng. Sau 36 ngày đêm tiến công, đã có 1.004 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, 1.512 chiến sĩ bị thương, phần lớn trong số đó là thương vong trong trận tiến công từ đợt 1. Trận đánh này đã để lại một số bài học xương máu về cách nắm địch, đánh giá địa hình, xác định điểm đột phá và tổ chức trận địa xuất phát tiến công, về tổ chức đánh địch trong trung tâm, về công tác chỉ huy chiến đấu, v.v. Còn riêng với Tướng An, đây chính là bước ngoặt khiến ông phấn đấu hơn nữa để khi bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ, tên tuổi của ông đã vang danh thiên cổ. Chiến tướng thời chống Mỹ. Năm 1964, tướng Nguyễn Hữu An được lệnh thống lĩnh sư đoàn 325 vào Nam chiến đấu. Đến Tây Nguyên, sư đoàn 325 phân tán, hai trung đoàn xuống khu 5, chỉ còn trung đoàn 101 ở lại mặt trận Tây Nguyên, trực thuộc quyền chỉ huy của tướng An. Ông cũng được phong làm phó tư lệnh mặt trận B3, tức chiến trường Tây Nguyên. Với danh nghĩa là quân chi viện từ miền Bắc, đơn vị của ông không có thời gian nghỉ ngơi mà đã lập tức chiến đấu và lập nhiều chiến công. Trung đoàn 101 diệt gọn tiểu đoàn biệt động Cọp Đen khét tiếng của Việt Nam Cộng Hòa, rồi sau đó là đánh thiệt hại nặng trung đoàn 44 quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tiêu diệt trung tá trung đoàn trưởng trung đoàn 44. Đặc biệt với hai trận đánh kinh điển tại Ia Drang và Sa Thầy, tên tuổi của ông đã vang tới tận cấp chỉ huy của tướng Mỹ, trở thành nỗi khiếp sợ cho bất cứ đơn vị nào dám hoạt động tại Tây Nguyên. Battle Cry đã có video phân tích kỹ về chỉ đạo của thượng tướng trong hai trận trên, link mình có để góc trên bên phải của video này. Ngoài ra,
Trước chiến dịch Sa Thầy, mùa mưa năm 1966, tướng Nguyễn Hữu An còn trực tiếp chỉ đạo đánh địch ở chiến trường Bắc Kon Tum. Kế hoạch là vây đổ Tumorong để tiêu diệt viện binh và sẵn sàng đánh Mỹ, vì có tin rằng lữ đoàn dù số 173 của Mỹ sẽ tham gia trận này. Quân giải phóng vây đổ Tumorong được mấy ngày thì trung đoàn 44 chủ lực của Việt Nam Cộng Hòa lên chi viện. Song chỉ hoạt động ở vòng ngoài mà không vào sâu trận địa phục kích của quân giải phóng. Phần đông ý kiến cho rằng nên xuất quân đánh thẳng trung đoàn 44 của Việt Nam Cộng Hòa trước rồi sau đó đối phó với Mỹ sau. Riêng tướng Nguyễn Hữu An sau một đêm suy nghĩ đã quyết định di chuyển lực lượng vây đổ và diệt viện rút về bố trí ở khu tập kết cách trận địa khá xa. Các chỉ huy đều không hiểu quyết định này của tướng An, vì nếu lưu quân như vậy sẽ mất đi cơ hội đánh địch lập công, chẳng nhẽ đợi hết gạo rồi về. Nhưng rồi tình hình diễn ra đúng như những gì tướng An dự đoán. Chủ lực quân giải phóng vừa rời đi thì trực thăng của Mỹ đổ quân tới. Trung đoàn 44 Việt Nam Cộng Hòa lập tức kéo lên phối hợp với quân Mỹ lùng sục trung đoàn 101 quân giải phóng, và tất cả đã rơi vào ổ phục kích mà tướng An bày sẵn. Đụng phải ổ kiến lửa, cả Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đều bị tiêu diệt rất nặng. Tình cảnh ở đây cũng thảm bại như ở Ia Drang. Năm 1971, ông là sư đoàn trưởng của sư đoàn 308 đại đoàn quân tiên phong, tham gia chiến đấu và góp phần cùng các đơn vị khác trong chiến thắng ở mặt trận đường 9 Nam Lào. Suốt 52 ngày đêm tham gia chiến dịch đường 9 Nam Lào, sư 308 tiêu diệt 4.023 binh sĩ, bắt sống 127, diệt gọn thiết đoàn 17 quân lực Việt Nam Cộng Hòa và 4 tiểu đoàn khác, đánh thiệt hại nặng liên đoàn 1 biệt động quân và tiểu đoàn 1 dù, phá hủy 337 xe quân sự các loại cùng hàng chục tấn vũ khí đạn dược. Sau chiến thắng, ông lại được quân ủy trung ương đều sang giúp mặt trận Pathet Lào chiến đấu lấy lại cánh đồng chung và tiếp tục lập đại công. Năm 1972, ông tiếp tục lãnh đạo sư 308 tham gia hướng Trị Thiên, tiêu diệt cụm cứ điểm Đông Hà, Lai Phước, được coi là điểm mốc của cuộc tiến công, một trận đánh hiệp đồng binh chủng quy mô lớn nhất của quân đội nhân dân Việt Nam tính tới lúc đó. Trong đợt 2 chiến dịch, sư 308 cùng với các đơn vị tăng cường đã giữ chân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hạ tới 3.500 binh sĩ, làm tan rã 3 trung đoàn bộ binh, 2 thiết đoàn xe tăng thiết giáp. Tổng cộng, sau gần 1 năm chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị, sư đoàn đã đánh gần 800 trận lớn nhỏ, loại bỏ hơn 10.000 binh sĩ đối phương, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của đối phương. Tuy nhiên, đơn vị cũng chịu nhiều tổn thất lớn về sinh mạng và thương vong với trên 70% lực lượng. Đầu năm 1973, sư đoàn 308 buộc phải rút về miền Bắc tổ chức lại đội hình. Thống nhất đất nước trong nước mắt. Năm 1975, thiếu tướng Nguyễn Hữu An là tư lệnh quân đoàn 2, binh đoàn Hương Giang. Đầu tháng 4 năm 1975, khi cử đồng chí Hoàng Đan, phó tư lệnh binh đoàn ra Hà Nội báo cáo tổng hành dinh, thì thượng tướng có trao đổi về việc đề xuất xin cho binh đoàn tiếp tục tham gia tác chiến hướng Duyên Hải dọc theo quốc lộ 1. Ông dặn kỹ, nếu trên đồng ý thì lập tức điện ngay vào binh đoàn, sau đó bay trực thăng về ngay. Đúng như dự tính, trên đồng ý việc cho binh đoàn Hương Giang nhanh chóng theo trục đường số 1, thần tốc tiến công trên các địa bàn còn lại của Việt Nam Cộng Hòa. Ông kể, vào tháng 4 năm 1975, việc hành quân cả vạn bộ đội và binh khí nặng được đảm bảo bằng xe cơ giới của trên và của binh đoàn. Nhưng với chiều sâu chiến đấu khoảng 1.000 cây số, làm sao tổ chức tác chiến trong hành tiến được tốt và ít tổn thất nhất? Bộ Tư lệnh binh đoàn đã bàn bạc, phân tích kinh nghiệm cuối tháng 3, từng tiến công trên đường 1, Bắc Huế và từ hướng Hải Vân và Đà Nẵng cho thấy rằng nếu tổ chức phối hợp tốt công binh, pháo binh, cao xạ, tăng thiết giáp với bộ binh, tác chiến hiệp đồng chặt chẽ thì mũi đột kích sẽ rất rắn, tạo ra sức mạnh đột kích liên tục, nhanh chóng đè bẹp lực lượng của địch. Ngày 14 và 15 tháng 4, sư đoàn 3 Sao Vàng dưới sự bắn phá mãnh liệt của các phân đội pháo binh tiến đánh từ hai hướng vào phòng tuyến lá chắn thép Phan Rang, phòng tuyến Du Long Ba Tháp vỡ từng mảng. Mờ sáng ngày 16 tháng 4, Bộ Tư lệnh binh đoàn lệnh cho mũi thọc sâu, dẫn đầu là tiểu đoàn số 4 xe tăng thuộc lữ 203 cùng với một bộ phận của bộ binh sư đoàn 325 và sư đoàn 3 Sao Vàng đột phá trên đường số 1. Mặc dù lực lượng chốt chặn của Việt Nam Cộng Hòa do tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, Phạm Văn Sang có quân lữ dù biệt động và được sự chi viện của không quân điên cuồng chống đỡ, thì xe tăng của ta có bị tổn thất, nhưng trước tốc độ tiến công nhanh, hỏa lực mạnh, sức đột phá dũng mãnh của xe tăng, lần lượt các cứ điểm Gò Đền, Hội Diên, Xuân An, Cà Đú đều bị đánh chiếm. Chỉ sau chưa đầy 2 giờ chiến đấu, hướng tiến công dọc quốc lộ 1 đã tiến đánh tới thị xã Phan Rang. Lá chắn thép Phan Rang vỡ vụn trong ngày 16 tháng 4 năm 1975. Đây là trận tiến công trong hành tiến quy mô lớn đầu tiên của quân đội ta, đạt hiệu quả rất cao,
chiều sâu tấn công đạt tới gần 70 km/h. Sở dĩ đạt được kết quả như vậy là nhờ phát huy tối đa sức mạnh của tăng thiết giáp làm lực lượng đột kích chủ yếu, vừa đi vừa đánh, bỏ qua những mục tiêu nhỏ lẻ nhằm tới mục tiêu mang tính quyết định. Thượng tướng Nguyễn Hữu An khẳng định, từ trận thực chiến trong hành tiến này đã góp phần không nhỏ vào quyết định tổ chức cho binh đoàn thọc sâu của cánh quân phía Đông trong chiến dịch Hồ Chí Minh sau đó hơn một tuần. Sau một tuần, tại rừng lá, lực lượng tập kết của chiến dịch chủ yếu là của binh đoàn Hương Giang đã có mặt. Rất khẩn trương, toàn binh đoàn tổ chức thành từng khối, mỗi khối hành quân công binh đi đầu, có một trung đoàn pháo cao xạ bảo vệ, bộ binh và pháo binh đi sau. Hồi 17 giờ ngày 26 tháng 4, xe pháo, bộ binh từ các rừng cao su ao ao xông ra đường số 1. Cùng lúc, trận địa pháo tầm xa đặt ở Nhơn Trạch bắn một chập hơn 300 quả đạn pháo xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Binh đoàn Hương Giang được nổ súng trước một ngày. Chỉ mấy ngày sau, các đơn vị tập hợp của lực lượng xe tăng và bộ binh tiến công căn cứ nước trong Long Thành. Đúng sáng ngày 30 tháng 4, toàn binh đoàn là một mũi tọc sâu dưới sự truy viện của 3 trận địa hỏa lực có cả đặc công, biệt động dẫn đường, tiến công trong hành tiến, vượt cầu xa lộ Đồng Nai nhắm thẳng hướng nội thành Sài Gòn. Dọc đường, xe tăng và pháo đi cùng với hỏa lực diệt tan các ổ đề kháng của địch ở Thủ Đức. 9 giờ 30 phút, bộ phận đi đầu đến cầu Rạch Chiếc. Cầu này đã được biệt động kiên cường đánh chiếm trước và giữ chặt để đón mũi thọc sâu tới. Điều đáng nói là lần đầu tiên lực lượng xe tăng được giao chỉ huy mũi thọc sâu binh chủng hợp thành. Tốc độ tiến công nhanh chưa từng thấy, đè bẹp mọi ổ đề kháng. 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4, cờ chiến thắng được binh đoàn Hương Giang cắm bay phần phật trên nóc tòa Dinh Độc Lập. Ký ức của thượng tướng trong cuốn Chiến trường mới khi đó kể lại vẫn tràn đầy tự hào. Nhân dân lúc đầu vài người lấp ló ở vỉa hè, rồi lần lượt chạy ào ra hoan hô quân giải phóng. Người người lớp lớp như những đợt sóng tràn ngập ra mặt đường, bám sát thành xe, bắt tay các anh bộ đội. Cánh tay phải của tôi muốn rời ra vì chìa ra nắm lấy hàng nghìn, hàng vạn bàn tay của đồng bào Sài Gòn. Vui mừng sung sướng mà ai cũng nước mắt trào trào, ướt đầm trên má. Đứng trên bậc thềm, trước cửa chính của Dinh Độc Lập, Tư lệnh Quân đoàn 2 Nguyễn Hữu An ôm Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn Phó Trung đoàn 66, khóc, nước mắt giàn giụa, những giọt nước mắt của một vị tướng trải qua hai cuộc trường chinh vĩ đại thật là xúc động. Vị tướng ham học và bình dị. Cũng giống như nhiều vị tướng cùng thời như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Lê Trọng Tấn, cuộc sống của Thượng tướng Nguyễn Hữu An cũng vô cùng bình dị. Nhiều người từng tiếp xúc với ông hẳn sẽ không bao giờ quên lần ông cắp sách đi học vào năm 1982, dù khi đó đã là tướng. Năm 1982, khi được trên giao nhiệm vụ làm Phó Tổng Thanh tra Quân đội, ông vui vẻ nhận lời nhưng có một đề nghị: cho tôi 2 tháng để đi tìm hiểu, học tập ở tất cả các quân binh chủng trong toàn quân rồi mới về chính thức nhận nhiệm vụ. Ông dự định sẽ đến học tập tại các trường sĩ quan của quân binh chủng mỗi nơi khoảng 1 tuần trở lại. Một số người tỏ ra ngạc nhiên và ái ngại cho thủ trưởng về ý định đó, song ông điềm đạm trả lời: mình vốn trưởng thành từ chiến sĩ bộ binh, đối với các quân binh chủng kỹ thuật thì chưa có dịp để tìm hiểu. Bây giờ về cơ quan này, không hiểu biết gì mà lại đi thanh tra người ta thì có khác gì thầy bói xem voi. Có lẽ do là một vị tướng trận mạc đã cùng chiến đấu nhiều năm với các binh chủng chiến đấu, nên địa chỉ đầu tiên ông lựa chọn là trưởng sĩ quan pháo binh, tiếp đó là trưởng sĩ quan tăng thiết giáp, đều là các đơn vị khi còn chiến tranh ông vẫn nắm vững. Cậu cứ coi tớ như một học viên bình thường, vấn đề gì tớ biết rồi ta sẽ bỏ qua, vấn đề gì tớ cần biết tớ sẽ hỏi. Câu nói giản dị nhưng đã phá tan khoảng cách giữa một vị tướng với các sĩ quan huấn luyện tuổi đời già nhất thì cũng chỉ đáng tuổi em, tuổi con cháu, giúp mọi người trở nên tự tin hơn rất nhiều. Khi kết thúc tuần huấn luyện, trông ông có vẻ sạm đi một chút nhưng lại khỏe mạnh, rắn giỏi hơn. Trong buổi chiều rút kinh nghiệm, ông chân thành cảm ơn tất cả các thành phần đã giúp đỡ ông rất nhiều để hiểu và nắm được các vấn đề cơ bản về kỹ chiến thuật của tăng thiết giáp. Kết luận bài phát biểu, ông tươi cười: cứ tưởng lính xe tăng các cậu sướng lắm, té ra cũng vất vả phết nhỉ, không đến đây tìm hiểu thì biết làm sao được. Đặc biệt, dù cho có là một tướng tài trên mặt trận, nhưng khi về đến nhà, ông cũng vẫn chỉ là một người cha, người chồng của gia đình. Vợ ông từng nói, bức thư nào ông ấy cũng hẹn ngày trở về, nhưng phải là khi đất nước toàn thắng, Nam Bắc một nhà. Thậm chí, nhiều lúc đọc lại câu ấy, tôi còn thấy ghét, thế nhưng tôi vẫn thương yêu ông ấy vô cùng vì biết ông đi chiến đấu rất vất vả. Nhẩm tính lại thời gian, bà nói, ông bà có 39 năm làm vợ chồng, nhưng chỉ số lẻ là những năm về sau được ở bên cạnh nhau. Còn trong 30 năm đầu tiên, tổng cộng số ngày được bên nhau chắc chỉ tới 1/10. Thế nhưng bù lại, mỗi khi về thăm nhà,
ông đặc biệt quan tâm, chăm chút cho vợ con từ những điều nhỏ nhất. Đó là hình ảnh đêm nào ông về, cũng cặm cụi xách từng xô nước từ tầng 1 lên tầng 4, nấu từng bữa cơm cho vợ con. Những nỗi trồng vắng ấy được lấp đầy bởi những yêu thương trong bức thư ông gửi về từ tiền tuyến khói lửa. Em thương yêu, anh biết vắng anh, em rất vất vả. Anh thương em lắm, nhưng cũng như em, anh phải hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Thôi có ghét, thì ghét thằng giặc Mỹ, chứ đừng ghét anh. Chúng mình cùng hy sinh hạnh phúc riêng, tất cả vì Tổ quốc em nhé. Hòa Bình, vị tướng Trận Mạc vẫn cùng gia đình sống ở căn hộ tập thể nhỏ bé. Sau này, nhà nước phân lại cho ông một căn biệt thự rộng rãi từng dành cho đại tướng Lê Trọng Tấn trước đó. Nhưng tướng A chỉ cười vì căn nhà nhỏ vẫn đủ dùng, ông không có nhu cầu gì hơn. Cho đến khi mất, thượng tướng vẫn mặc bộ com lê được phát trong lần đầu tiên đi thăm Liên Xô, và đó là bộ duy nhất ông chưa từng có bộ quần áo của riêng mình. Người cha cả đời không để lại chút tài sản riêng, thế nhưng sẵn sàng bỏ ra 24 rúp, một khoản tiền rất lớn vào năm 1974, để mua cho cậu con trai út một cây đàn violon ở Moscow. Hình ảnh vị tướng ấy trong lòng các con rõ ràng chân thật hơn tất thảy là cả đêm thức gánh nước, là ông lão hóm hỉnh ngồi bệt trên sàn nhà chơi cá ngựa, đánh bài với các cháu. Ông là thượng tướng Nguyễn Hữu An, người cầm quân tài ba, góp phần làm nên chiến thắng vang dội của mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước. Like và tương tác của chúng mình trên Facebook tại fanpage Battle Cry Người Kể Sử. Đường link mình có gắn phần mô tả và top comment của video này. Ngoài ra, các bạn có thể ghé kênh YouTube thứ hai của team mình tại Battle Cry Khám Phá Thế Giới, nơi có những câu chuyện về lịch sử và địa chính trị thế giới vô cùng hấp dẫn. Nếu như bạn thích những câu chuyện về thế giới kinh doanh, hãy ghé Battle Cry Thương Trường Ký Chuyện nhé. Đây là dự án mới nhất của team mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!